Với sự kiện ngày hôm nay thì trong cái buổi lễ này, có lẽ với đúng với cái tinh thần của Tati thì Lan cũng xin tất cả dành một tràng pháo tay rất là lớn cho những người đã đóng góp để tạo dựng nên cái sự kiện ngày hôm nay, cũng như là những người đã đóng góp rất là nhiều để có thể tạo ra cái sản phẩm Office TapTap để cho tất cả những user Tati có thể được trải nghiệm và có thể được upgrade trải nghiệm của mình. Thì xin tất cả mọi người cùng một tràng pháo tay vừa để chúc mừng nhau và để chúc mừng tri ân những người đã đóng góp rất lớn để tạo dựng nên Office mới ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều.